ba quân đánh ba quân chỉ việc cản quyền cho ta hướng kiệt xin được hồi chiều hướng kiệt hồi chiều ư ai ai chịu hắn về cung chứ thái sư nào bây giờ là thái sư quyền đứng trong tranh người tình người định liệu được truyền cho Thường Kiệt biết tướng ngoài biết ai chưa được lệnh chỉ dám hồi cung là phạm trọng tội hãy ra ngoài quán công cho hình quan xét xử quân bao vây điện cản quyền cho ta vì việc lớn Thường Kiệt phải đột ngột hồi chiều mong các quan thứ lỗi. Thường Kiệt người định làm phản ư? Câu hỏa hồng mầm phản loạn đã nảy từ trong triều Thường Kiệt chỉ e không về kịp mà thôi. Thường Kiệt đường đường là hoàng hậu của Lý Triều, ông không được làm vậy. Thôi đi hoàng hậu, bà giấu đức vua ở đâu? Bẩm thái úy, đức vua và nguyên phi hiện đang bị giam cầm tại cung Trường Xuân. Hoàng tử Triều Văn dạ, hãy tới cung Trường Xuân rước nguyên phi hồi triều, xin tuân mệnh. Hỡi quân sĩ Thăng Long. Lời cho dân cho nước việc đáng làm dù phải chết ta cũng làm. Nguyên phi Lan Lâm và đức vua phải chịu đau lúc thật là lần trời rành gió nên thầy đã về đúng lúc và thấy hết kẻ ngay xa đi. Có chỉ dụ của đức thái hoàng thái hậu nay truyền chỉ dụ nhà vua nhân tông còn nhỏ chưa cầm chỉ dụ chuyển giao quyền chấp chính cho nguyên phi Ỷ Lan phong làm linh nhân thái hậu tự quyền quán xuyến giữ vững kỷ cương triều chính dìu dắt nhà vua bảo toàn đất nước không thử. Con xin vâng lệnh thái hoàng thái hậu. Thái hậu vạn tuế. Vạn tuế. Được, ta chuyển khai triều. Hỡi bá quan văn võ cùng muôn dân chăm họ, tên đã thấy tâm chẳng may đột ngột băng hà. Đức vua còn nhỏ tuổi, một thân tín nữa nhân ra thì không thể làm nên việc lớn, mà phải cậy nhờ vào tài đức của trăm quan và muôn dân chăm họ mới có thể giữ yên được tráng sơn xã tắc. Nay ta phong cho Lý Thường Kiệt chức để chấp phụ quốc công thái úy, thay quyền nhà vua điều hành triều chính. Thần ơn thái hậu và đức vua. Ngược đệ Trương Văn có công phò giá tức vương được sự bàn chính sử. Thần tội ơn thái hậu và đức vua. Ta ban thưởng cho văn võ bá quan theo thứ bậc. Còn bây giờ là chuyện trong cung. Ta thật ác tình. Hoàng hậu
người hãy nhớ lấy, đây là vết nhơ đời đời không rửa sạch cho các người đâu. Hoàng hậu thượng sư, bà vẫn nói thế thời vẫn thay đổi, và bây giờ thời thế đã đổi thay, mọi khát vọng ngông cuồng đều phải bị trả giá, đó là điều tất yếu mà thôi. Bà hãy về cung và tự ngẫm những việc mình đã gây ra cho giang sơn xã tắc. Thế dù có đổi thay, nhưng trong mắt ta chỉ là con thị tỳ mà thôi. Giải đi. Thương kiệt Kỳ Lan, ta hận các người, ta hận các người. Hãy đối xử tốt với Thượng Dư, dù sao bà ta cũng chỉ là một nhi nữ thường tình. Còn bây giờ là chuyện của Thái sư Lý Đạo Thành, theo bá quan văn võ ta phải xét xử như thế nào đây? Muôn tâu, Lý Thái sư đáng tội chết. Các quan, con nên chăng nghiêm khắc với Thái sư khai quốc công thần? Thần là kẻ có tội, thần xin nhận về mình cái chết để tạ tội với tiên vương. Muôn tâu Thái hậu, Lý Thái sư là bậc công thần khai quốc, chỉ vì một phút sai lầm mà đã nhắm mắt làm điều phương hại đến chính sự quốc gia. Theo thiện ý của thần, ta giáng Lý Đạo Thành xuống chức thị lang và đưa vào trông coi trong đất Nghệ An. Được, ta chuẩn tấu. Không cần phải thương hại ta, ta sẽ đi. Nhưng trước khi ta đi, ta mong Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu hãy vững vàng trước phong ba bão táp. Tiên vương ơi, thần có tội với triều đình, thần không còn giúp ích gì cho xã Tắc Sơn Hà được nữa rồi. Một ngày này thần xin bái biệt, thần đi. Chấp phụ quốc công Thái úy, ông hãy ở lại. Việc cứu ra đã toàn vẹn, sao ta thấy ông còn điều gì lo nghĩ? Bẩm Thái hậu, người quả tinh tường. Phải chăng là việc biên thủy phía Bắc? Dạ đúng, đó là điều thần đang lo canh cánh bên lòng. Ta cũng đang lo nghĩ về chuyện ấy. Lá quân Tống đang ồ ạt vào Thăng Long, chúng dâng cấm hoa lên Hoàng hậu Thượng Dương. Ta e rằng việc nội triều chúng đã mười phần thăm tò. Quân Tống đang tập trung binh mã ở thành Khâm Châu. Nhân việc đổi ngôi của Đại Việt ta, thần e sẽ khó tránh được họa xâm lăng đâu. Sao? Quân Tống định đánh Đại Việt ta ngay à? Theo như tính toán của thần, sẽ vào cuối năm nay. Liệu quân ta có đủ lực để chống trả hay không? Thần e không kịp. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Muôn tâu Thái hậu, thần ý ta ngồi im đợi rằng không bằng ta đem quân ra trước để chặn thế mạnh của giặc. Sao? Để chấp phục quốc công Thái úy, ông định đánh Tống à? Phải phá thành Khâm Châu, Ung Châu, đốt sạch lương thảo và khí giới, chặn đứng mưu đồ của chúng. Chuyện lạ ngàn đời mới có. Bẩm Thái hậu, xưa nay người phương Bắc quen chinh phạt phương Nam, chứ không bao giờ nghĩ phương Nam chinh phạt họ. Đó chính là điều bất ngờ lớn nhất cho thắng lợi của ta. Phải, chuyện lạ muôn đời mới có. Một người trái Thăng Long dám đem quân chinh phạt cả Thiên Triều. Ôi, ông đó không làm cơ trời, chúng ta làm giáng danh.